con mắt nhìn thấy sắc trần, bèn báo cáo lên Tâm Vương rằng là đỏ, vàng, xanh, trắng, đen, các màu sắc, thì thức phân biệt liền lộ ra. Lúc này vô minh che mất chân tâm, thì trong tự tánh bị ràng buộc, giống như bầu trời ngàn dặm không mây, thì bầu trời trong xanh hốt nhiên bị một vầng mây bay đến che lớp ánh sáng mặt trời, bẻ mất đi ánh sáng mặt trời. Phẩm này giảng về đạo lý 10 thứ định. 1. Phổ quang minh tam muội, tam muội dịch là chánh định, chánh thọ. 2. Diệu quang minh tam muội. 3. Thứ đệ biến vãng chứ phải quốc độ thần thông tam muội. 4. Thành tịnh thâm tâm hành tam muội. 5. Trì quá khứ trang nghiêm tạng tam muội. 6. Trí quang minh tạng tam muội. 7. Liễu trì nhất thiết thế gian Phật trang nghiêm tam muội. 8. Nhất thiết chúng sinh sai biệt thân tam muội. 9. Pháp giới tự tại tam muội. 10. Vô ngại luân tam muội. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại nước Ma Kiệt Đề A Lan Nhã Pháp Bồ Đề đạo tràng. Bấy giờ, tức là lúc đó, là lúc nào? Là lúc sau khi nói xong phẩm thập địa, lúc đang muốn nói phẩm thập định. Đức Thế Tôn là một trong 10 danh hiệu của Phật. Phật là người tôn quý nhất trong thế gian và xuất thế gian. Ma Kiệt Đề dịch là không độc hại. Người dân trong nước đó rất là hiền lành, chẳng có pháp luật xử cực hình.